đến với kênh YouTube của Camera Hải Nam. Bữa giờ thì mình cũng review khá nhiều về trọn bộ camera Analog Hikvision giá bao nhiêu rồi. Nên ngày hôm nay thì mình xin làm một clip trọn bộ 4 camera IP Dahua 2ME có công nghệ ghi hình tiên tiến và mang nhiều tính năng giám sát nổi bật đáng để đầu tư ngày hôm nay. Để biết trọn bộ 4 camera IP Dahua 2ME có giá bao nhiêu, bao gồm những gì và tính năng giám sát ra sao thì hãy cùng Hải Nam tham khảo hết video clip này nhé. Mình đang là trọn bộ 4 camera IP Dahua 2ME bao gồm 2 model camera IP Dahua dạng đông chuyên dùng trong nhà và 2 camera IP Dahua dạng thân chuyên dùng ngoài trời, một đầu ghi hình IP Dahua 4 kênh, một ổ cứng 500GB. Ngoài ra thì khi mua trọn bộ camera tại Hải Nam, bạn sẽ còn được tặng kèm thêm full bộ phụ kiện để lắp đặt camera hoàn chỉnh như là 40m dây tín hiệu để kết nối camera và đầu ghi hình, một switch 8 cổng, 4 bộ nguồn camera, 4 tai balloon 1080px, 4 hộp kỹ thuật để bảo vệ các mối nối chống rỉ sét, 1 dây HDMI 2m, 1 ổ cắm 8 lỗ và một số phụ kiện lắp đặt khác. Vì được trang bị khá đầy đủ các thiết bị lắp đặt nên bạn không cần phải tốn thời gian đi mua thêm bất cứ thiết bị nào. Tiếp theo thì mình xin đi chi tiết qua giá thành trọn bộ 4 camera IP Dahua 2ME đang giảm khủng lên đến 64% tại Hải Nam và có giá bán là 4.900.000 đồng. Lưu ý đây là mức giá tại thời điểm mà mình làm video này, nên nếu bạn nào muốn tham khảo giá chính xác và các chương trình đang áp dụng ngày hôm nay thì bạn có thể tham khảo giá trên website camerahainam.net và chọn vào mục trọn bộ camera Dahua để tham khảo giá, hoặc là có thể gọi ngay đến số 1900 636 439 để được tư vấn giải pháp thích hợp và báo giá cụ thể nhanh nhất nhé. Nếu các bạn đã từng xem qua clip trọn bộ 4 mắt camera Hikvision 2ME giá bao nhiêu thì chắc hẳn sẽ thắc mắc rằng tại sao cũng là 4 mắt camera có ống kính 20MP nhưng giá lại chênh lệch nhau như vậy, thì mình cũng sẽ giải đáp luôn. Camera IP Dahua là dòng camera có công nghệ ghi hình tiên tiến nhất hiện nay, giúp chúng xuất hình ảnh trong mức hơn và được trang bị các tính năng giám sát thông minh hơn các dòng camera Analog Hikvision. Do đó thì mức giá của hai dòng camera này có chênh lệch, nhưng hiện tại Hải Nam đang sale mạnh các trọn bộ camera IP Dahua 2ME nên hầu như là chúng chỉ chênh lệch vài trăm nghìn thôi các bạn nhé. Phần tiếp theo thì mình xin nói chi tiết về các tính năng nổi bật trên trọn bộ camera IP Dahua 2ME cho bạn tham khảo nhé. Thứ nhất, về hình ảnh, camera IP Dahua 2ME có khả năng xuất hình ảnh chuẩn nét Full HD 1080px và được trang bị các công nghệ ghi hình tiên tiến, giúp cân bằng sáng rất tốt nên là ghi hình ảnh trên trọn bộ 4 mắt camera IP Dahua 2ME vô cùng sắc nét và màu sắc video ghi lại vô cùng trung thực. Thứ hai là về hồng ngoại quan sát ban đêm, camera IP Dahua có hồng ngoại chiếu xa từ 30m đến 50m nên camera có thể bắt được mọi chi tiết diễn ra trong khu vực, tuy các điểm ảnh xuất ra chỉ có màu trắng đen. Thứ ba là khả năng chống nước của camera IP Dahua dạng thân do được thiết kế khép kín theo tiêu chuẩn IP67 đã giúp camera kháng nước chống bụi tuyệt đối. Và thứ tư là khả năng ghi âm khu vực của camera IP Dahua dạng đông do được thiết kế mic thu âm bên trong camera nên chúng có khả năng vừa ghi hình vừa thu tiếng tại khu vực lắp đặt camera một cách hiệu quả. Đây là đặc điểm nổi bật mà trọn bộ camera Analog Hikvision 2ME không được trang bị. Thứ năm là khi trọn bộ camera IP Dahua 2ME được kết nối Internet thì bạn có thể xem camera từ xa trên nhiều thiết bị điện thoại, máy tính bảng, laptop. Thứ sáu, với chuẩn nén hình ảnh H265 giúp bạn tiết kiệm dung lượng lưu trữ băng ghi hình tốt hơn. Và ưu điểm cuối cùng là khi lắp đặt trọn bộ camera IP Dahua thì hệ thống giám sát nhà bạn sẽ thẩm mỹ hơn vì chúng được tích hợp công nghệ cấp nguồn PoE. Công nghệ này sẽ giúp bạn thực hiện cấp nguồn cho camera thông qua cấp mạng mà không cần đến nguồn riêng cho camera. Vậy là mình đã giới thiệu qua trọn bộ 4 camera IP Dahua 2ME bao gồm những gì, giá bao nhiêu và những tính năng ưu điểm khi chọn camera IP Dahua là gì rồi. Nên ở phần cuối video này, mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một số kinh nghiệm khi chọn mua và lắp đặt trọn gói 4 camera có đầu thu.
Đầu tiên, chọn lựa vị trí lắp đặt camera. Nếu các bạn chỉ lắp camera ở khu vực trong nhà thì có thể chọn dạng đông, nhỏ gọn, có thể ghi âm khu vực được và có thể điều chỉnh góc quan sát dễ dàng hơn chỉ bằng một tay xoay như thế này. Nếu như lắp đặt camera khu vực ngoài trời thì có thể chọn dạng thân có khả năng chống nước IP67 để hạn chế hư hỏng do thời tiết khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài. Thứ hai, chọn lựa địa chỉ mua và lắp đặt camera giám sát. Bạn nên chọn các địa chỉ mua camera uy tín và được khách hàng đánh giá tốt, đặc biệt là có chế độ bảo hành rõ ràng và các chính sách ưu đãi trước và sau khi mua hàng. Thì trước đây Hải Nam cũng đã đăng tải khá là nhiều video đánh giá thực tế từ các khách hàng khi chọn mua và lắp đặt trọn gói camera rồi. Đó là những chia sẻ quý giá mà Hải Nam muốn gửi đến cho các bạn. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào về trọn bộ camera IP Dahua 20 này thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc là gọi về tổng đài 1900 636 439, nhân viên của Hải Nam sẽ hỗ trợ giải đáp cho bạn từ A đến Z. Video này đến đây là hết rồi. Nếu bạn thấy video này đáp ứng cho bạn những thông tin bổ ích thì nhớ nhấn like, và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video tại Hải Nam thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận được nhiều video bổ ích về camera giám sát nhé. Hải Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.